đại diện Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều giấy khen. Du nhập từ năm 2001, hình thành điểm nhóm đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005-2006, được Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo năm 2017. Đại diện điểm nhóm đã được tặng nhiều giấy khen vì đóng góp cho an sinh xã hội ở địa phương. Đó là những thông tin đáng quan tâm liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ được Ban Tôn giáo Chính phủ cung cấp ngày 8 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội. Du nhập từ năm 2001. Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, tên chính thức và đầy đủ hiện nay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, nguồn gốc tại Hàn Quốc, do An Sang Hon thành lập vào năm 1964. Khi thành lập, tổ chức này mang tên Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm chứng cho Chúa Giê-xu. Vì Hội Thánh giải thích và thực hành Kinh Thánh có nhiều điểm khác biệt so với cộng đồng Tin lành nói chung, như không công nhận lễ Giáng sinh, tin có Đức Chúa Trời Cha hiện thân là Đấng An Sang Hon, tin có Đức Chúa Trời Mẹ hiện thân là bà Giang Ghi-gia, nên trên phương diện thành học, phần lớn các tổ chức Tin lành đều cho đây là giáo phái tà giáo, trong đó có việc tin có Đức Chúa Trời Mẹ được xem là bản bổ Kinh Thánh. Nên đa số các Tin lành gọi tổ chức này là giáo phái tà giáo và gọi họ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ để phân biệt với các tổ chức có tên gọi tương tự nhưng thuộc các tổ chức Tin lành. Theo số liệu Hội Thánh này công bố đến năm 2017, họ có khoảng 2,5 triệu người tin theo, 7.000 hội thánh có mặt ở 175 quốc gia, trụ sở chính tại Bunjang, thành phố Sungnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Năm 2001, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Năm 2005-2006, hình thành điểm nhóm đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 10 năm tồn tại, điểm nhóm này đã được Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo vào tháng 7 năm 2017 theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Điểm nhóm do ông Nguyễn Văn Hòa làm đại diện với 350 người tin theo. Từ khi thành lập đến nay, sinh hoạt tôn giáo của điểm nhóm được chính quyền địa phương đánh giá diễn ra bình thường, tuân thủ pháp luật. Bản thân ông Nguyễn Văn Hòa được tặng nhiều giấy khen vì đóng góp cho an sinh xã hội ở địa phương. Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 600 người theo. Ở phía Bắc, hoạt động của tổ chức này manh nha từ năm 2013 và rộ lên vào năm 2016 trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn và thành phố Hà Nội do một số cá nhân tuyên truyền. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, thì những người này hoạt động độc lập với điểm nhóm ở thành phố Hồ Chí Minh và chưa điểm nhóm nào được cấp đăng ký cho đến nay. Đặc điểm nhận diện, nữ trùm khăn ren trắng, không sử dụng cây thánh giá, duy trì sinh hoạt tôn giáo vào ngày thứ Bảy bắt buộc. Tin có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã hiện thân vào Đấng An Sang Hon. Tin có Đức Chúa Trời Mẹ và hiện thân là bà Giang Ghi-gia còn sống, là giáo chủ tại Tổng hội Hàn Quốc. Cầu nguyện gọi tên Đấng An Sang Hon hoặc Đức Chúa Trời Cha Mẹ hoặc Cha Mẹ, nơi sinh hoạt tôn giáo gọi là Sion, tức Hội Thánh. Trong Sion thường treo ảnh ông An Sang Hon và bà Giang Ghi-gia. Không công nhận lễ Giáng sinh. Ngoài lễ Sa-bát diễn ra vào ngày thứ Bảy hàng tuần, trong năm có 7 lễ gồm lễ vượt qua, lễ bánh không men, lễ phục sinh, lễ ngũ tuần, lễ kèn thổi, lễ chuộc tội và lễ liều tạm. 7 lễ này được chia làm 3 gồm thời kỳ của Đức Chúa Cha, 2 lễ đầu cộng lễ Sa-bát, thời kỳ của Đức Chúa Giê-xu, 2 lễ tiếp theo, thời kỳ của Đức Thánh Linh, 3 lễ sau cùng. Tên của các lễ được trích dẫn từ Kinh Thánh, trong đó một số lễ giống như Tin lành như lễ phục sinh, lễ ngũ tuần, lễ bánh không men chính là lễ tiệc thánh. Lễ vật để tượng trưng cho máu và thịt mình Chúa, họ dùng nước ép nho có màu đỏ và bột mì để làm bánh không men, nước ép nho và bột mì mua trên thị trường tự do. Hoạt động tiêu cực xuất hiện từ năm 2016.
Ở phía Nam, dù đã xuất hiện và hoạt động gần 20 năm, nhưng đến hết tháng 4 năm 2018, Ban Tôn giáo Chính phủ chưa nhận được phản ánh nào của các tỉnh phía Nam về hoạt động phức tạp của hội thánh này. Ở phía Bắc, phản ánh đầu tiên về những hoạt động tiêu cực liên quan đến tổ chức này có vào năm 2016 từ Ban Tôn giáo các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, thành phố Hà Nội và một số gia đình có con tin theo đến Ban Tôn giáo Chính phủ nhờ can thiệp. Những biểu hiện cực đoan như người tin theo ứng xử không hiếu kính với cha mẹ, xa lánh người thân, tự ý hoặc dọa đập bàn thờ tổ tiên của gia đình, hoặc phỉ báng tín ngưỡng, tôn giáo mà người thân tin theo, nhất là khi gia đình ngăn cấm quyết liệt, là học sinh, sinh viên thì bỏ học, là người đi làm thì bỏ việc, thái độ bi quan, lo lắng. Ngay sau khi phát hiện có hoạt động và ảnh hưởng tiêu cực, trong năm 2016, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản trao đổi với các cơ quan đơn vị chức năng để nhận diện và thống nhất chủ trương công tác. Trên cơ sở đó, ra văn bản hướng dẫn các tỉnh phía Bắc ngăn chặn và xử lý theo pháp luật đối với hành vi tuyên truyền không đúng quy định của pháp luật. Do gây ra bất bình trong cộng đồng nên không cho hình thành điểm nhóm, không chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, cảnh giác trong quần chúng nhân dân. Tổng cộng từ năm 2016 đến trước khi có phản ánh của báo chí, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có 4 văn bản hướng dẫn chỉ đạo và đôn đốc các địa phương thực hiện các công tác trên, đồng thời tiếp xúc với số cầm đầu ở phía Bắc để phê phán việc làm chưa đúng và thể hiện rõ quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi có phản ánh của báo chí, Ban Tôn giáo Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đồng thời tiếp xúc với một số gia đình có người thân tin theo, làm việc với điểm nhóm đã được cấp đăng ký ở thành phố Hồ Chí Minh, có ý kiến trên một số cơ quan truyền thông để định hướng dư luận, có văn bản hướng dẫn Ban Tôn giáo Sở Nội vụ 63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể cũng đã có văn bản hướng dẫn chỉ đạo ngành học của mình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Được biết, Ủy ban Nhân dân 63 trên 63 tỉnh, thành phố cũng đã tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn chuyên môn của các cán bộ ban ngành liên quan. Chồng bị lôi kéo, vợ tìm tận nơi đánh sắp mặt trưởng nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Sau nhiều ngày theo dõi, vợ tìm tận động bàn tơ đánh sắp mặt trưởng nhóm dụ dỗ lôi kéo chồng vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở Thái Bình. Liên quan đến tà đạo, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ đang vương vòi bạch tuộc khắp nơi. Sau khi báo VTC News phản ánh, một bàn đồng ở Thái Bình vừa gửi cho phóng viên một đoạn clip ghi lại cảnh người vợ tìm đến tận động bàn tơ đánh sắp mặt trưởng nhóm đã lôi kéo dụ dỗ chồng theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở Thái Bình. Được biết, vụ việc xảy ra vào cuối năm 2017 tại một ngôi nhà ở khu đô thị trên địa bàn thị trấn Thanh Nê, Kiến Sương, Thái Bình. Nhân vật trong vụ việc này là chị Hạnh ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, có người chồng là anh Phúc bị người phụ nữ tên Thủy, trưởng nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở huyện Kiên Sương, Thái Bình, lôi kéo dụ dỗ. Sự việc bắt đầu từ khi anh Phúc tham gia khóa đào tạo về CEO ở thành phố Thái Bình cách đây khoảng 3 đến 4 năm. Đầu năm 2017, anh Phúc bị người phụ nữ tên Thủy lôi kéo, dụ dỗ tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép và trở thành thánh đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở Thái Bình. Đến cuối năm 2017, sau khi phát hiện chồng tham gia Hội Thánh này, chị Hạnh tìm đủ mọi cách để cứu chồng thoát khỏi tấm màn ma mị của nhóm truyền đạo trái phép do Thủy cầm đầu. Đặc biệt, chị Hạnh đã phải lừa chồng lên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội để nhờ người quen làm trong bệnh viện này chữa trị, cách ly với động bàn tơ của Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Thái Bình. Anh Phúc từ đó không sinh hoạt, không ăn đồ ăn, thức uống của nhóm truyền đạo trái phép do Thủy cầm đầu. Sau gần một tháng điều trị, chồng chị Hạnh đã xuất viện trở về với gia đình, không tham gia cùng nhóm tà đạo này nữa. Tưởng chừng mọi chuyện đã yên, nhưng kẻ cầm đầu nhóm này cũng không tha cho chồng chị Hạnh. Họ thường xuyên nhắn tin rủ rê, lôi kéo rồi đe dọa tinh thần anh Phúc. Có lần tình cờ chị đọc được tin nhắn của người phụ nữ tên Thủy, nói trong một ngày sắp tới có buổi truyền đạo rất quan trọng, anh Phúc phải đến.
Bằng tất cả khả năng có thể, chị điện báo cầu cứu lực lượng công an tỉnh Thái Bình, công an huyện Kiến Sương cùng công an và chính quyền sở tại bất ngờ ập vào ngôi nhà nằm trong một khu đô thị. Lực lượng chức năng phát hiện chồng chị Hạnh cùng với hơn 10 người khác, trong đó có kẻ trưởng nhóm tên Thủy cầm đầu, đang có hoạt động truyền đạo trái phép. Bức xúc trước việc chồng bị dụ dỗ lôi kéo, khi gặp trưởng nhóm, chị Hạnh đã dạy dỗ Thủy bằng những cái bạt tay, túm tóc kẻ trưởng nhóm này xuống nền nhà. Rất may, lực lượng chức năng kịp thời can ngăn chị Hạnh. Cũng kể từ đó, bằng tình cảm yêu thương, đùm bọc và trách nhiệm, hết lòng vì chồng và đặc biệt là kể từ khi không ăn đồ ăn, thức uống, sinh hoạt bày đàn với nhóm truyền đạo trái phép, anh Phúc dần nhận ra bản chất của nhóm tà đạo kia. Anh Phúc quay trở về với gia đình, với cuộc sống thường nhật như trước kia vốn có, chị Hạnh cũng không còn mất ăn, mất ngủ vì anh nữa. Thực tế hàng ngày gia đình đã bình yên, êm ấm như trước kia rồi, nhưng còn trong đầu anh ấy có nghĩ đến nữa hay không thì có lẽ chỉ có anh ấy mới biết, chị Hạnh chia sẻ.